Tên của Chúa như thế nào? Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Quyên ở giáo xứ Châu Pha mà giáo phận Bà Rịa. Con của con đó là được nước tràn qua thần. Thế là con được lại xin cha gắn nhận cho con thì con của con nó đã khỏi rồi. Rồi còn đứa con thứ hai của con thì nó bị cái sụn của nó là bị tệ hết. Con đi nhà thương khám, con là con nói là không có tiền chữa được, chỉ có đường chết thôi. Thế là con xin cha gắn cho con, từ đấy con đi xin gắn. Thì con nói nếu mà Chúa thương con thì Chúa bắt con làm gì cũng được hết. Thế là con về thì con đi biết thì từ đấy đến giờ thì con của con bây giờ khỏi rồi. Nhưng mà lại rồi được con nhận món quà lòng Chúa thương xót. Ta nhận đây nhận. Đó là giờ đang nhận món quà lòng Chúa thương xót. Đó rồi. Đó rồi thấy không? Đó đấy đi. Rồi, cảm ơn. Rồi. Rồi con kính chưa?